Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con nhờ thầy giúp cho con một phương pháp gì, tại sao con cứ tụng kinh, trì chú đại bi và ngồi thiền, tâm thì luôn dao động, con cố gắng để mà không còn cái nỗi dao đạo đó, nhưng mà nó vẫn vậy. Con cứ xin thầy cho con phương pháp ạ. Con xin tôi đọc thầy cái quyển Thiền Tứ Niệm Xứ, bốn nền tảng của chánh niệm của thầy chưa? Đọc chưa? Chưa đọc. Các cái kiến thức căn bản không nắm được rồi, ngồi vô dao động phải rồi. Nên đó là người thực tập các cái ngày tu thiền đó thì về lý thuyết phải chịu khó đọc. Thì quỹ đạo Phật ngày nay ấn tống ba quyển thiền của thầy vốn là đúc kết từ các bài giảng tại khóa tu thiền. Thì ngoài cái quyển đó còn có hai quyển khác, đó là thiền chỉ thiền quán và lợi ích của tu thiền. Quyển thứ hai đó là 40 đề mục thiền định. Thì đọc vào các quyển này nó sẽ có cái hướng dẫn về cách ngồi, cách làm chủ tâm, cách làm chủ hơi thở. Còn nếu mà mình không chưa đọc lý thuyết thì nó khó. Mà đang khi chùa chúng ta ấn tống không giới hạn, cho nên ai muốn tiến bộ sâu ở trong cái việc tu học nói chung và tu thiền nói riêng đó là phải nắm vững lý thuyết. Và cái quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó, cũng ấn tống rộng rãi. Quý vị nên xuống văn phòng của quỹ để nhận. Và ở xa thì đăng ký qua trang web Quỹ Đạo Phật Ngày Nay hay là Facebook Quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Thì để vượt qua cái vọng niệm đó, thì điều quan trọng nhất đó, quý vị phải thấy rõ thói quen nói nhẩm trong tâm đó, về bản chất là một tiến trình độc thoại. Ngồi tu thiền mà không nắm được kỹ năng chánh niệm á, thì quý vị sẽ tu lọc vòng thôi. Trong suốt thời gian ngồi đó toàn là tưởng không, gọi là độc thoại một mình. Thì lúc đó nó chỉ có giá trị sức khỏe cơ thể thôi, nhờ hít thở đúng đó. Thì cái phương pháp như hồi sáng thầy đã hướng dẫn đó, không? Đó là làm chủ hơi thở, điếm hơi thở để không vọng niệm trong tiến trình thở. Này có 6 cái điểm để chúng ta chú tâm vào, dán tâm lên, giữ tâm kiên trì. Đó là hai cái khoang mũi, xin lỗi, hai cái cửa mũi, cái khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền. Thì khi hơi thở vào thì ở ba vị trí ngực, bụng, đan điền thì chúng ta liên tưởng phình ngực, ngực lúc đó thở lớn ra, phình bụng, bụng trương sình to ra, và phình đan điền nó lớn hơn. Là đến thở 1 đến 2 giây thì thở ra, thì là thoát đan điền để đưa khí lên bụng, thoát bụng đưa khí lên trên ngực, thoát ngực đưa khí lên trên thanh quản và ra bên ngoài. Chỉ tập trung cao độ vào tiến trình hơi thở đi vào, hơi thở đi ra thì quý vị đang có chánh niệm về hơi thở. Và điếm cái chu kỳ thở 4 thì đó thành 1. Rồi sau đó 2, 3 cho đến 18. Rồi từ 18 á, thì quý vị tiếp tục hít thở. Nó được đó là được 3 phút đến 3 phút rưỡi. Thì quý vị điếm 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, v.v. cho đến là 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu theo con số thuận 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cứ như vậy á, là quý vị sẽ được là 2 lần chu kỳ 18 lần thở. Tổng cộng là được 6 phút rưỡi đến 7 phút. Và nếu như quý vị tập trung, mình muốn ngồi thiền trong vòng 15 phút thì cứ theo cái chu kỳ đó chúng ta được 15 phút. Còn ai không quen tập trung đó thì khi bắt đầu vô ngồi thiền đó, để cái chuông reo báo giờ đó, thì mình muốn tập trung đó, thì để báo giờ 15 phút hoặc là 20 phút thì kết thúc cái thời gian đó là reo lên là mình bắt đầu xả thiền. Thì tiến trình là theo dõi và làm chủ hơi thở đó, được gọi là thiền chỉ.
để vắng lặng tâm, vắng lặng vọng niệm, và nó tránh được cái tình trạng nói nhẩm trong tâm. Thì ai có tâm lăng xăng, tâm ký quá khứ, tâm vọng tưởng tương lai, tâm vọng niệm hiện tại đó, thì tập trung vào thiền chỉ. Ví dụ trong thời gian mình ngồi 20 phút, 30 phút chỉ tập trung thiền chỉ thôi. Khi đạt thiền chỉ rồi, bắt đầu chúng ta qua thiền quán. Thiền quán thì quán mà làm chủ thân, quán mà làm chủ cảm xúc, quán làm chủ tâm, quán làm chủ các ý niệm. Để hiểu rõ thì đọc cái quyển Tứ Niệm Xứ, 4 nền tảng chánh niệm của Thầy. Như vậy, về bản chất là danh hiệu Phật hay là câu thần chú hoặc là hơi thở thiền đó là cái điểm cột để tâm đặt lên trên, an trú vào một cách chắc chắn và bền vững để đạt được chánh niệm. Còn chánh niệm đơn giản nhất là theo Đức Phật đó, là cứ chánh niệm trên hơi thở để nó khỏi bị lẫn lộn qua cái tín niệm, tức là ghi nhận trên nền tảng của đức tin. Nên là đức tin nó thuộc về hoạt động tôn giáo, còn chánh niệm nó thuộc về cái nhận thức trúng. Mà nhận thức đúng thì nó giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm, chánh tư duy và tầm nhìn chân chính, đi đến cái như lý tác ý, tức là khởi tâm nhận định đánh giá nó đúng với hiện thực. Rồi đó là bản chất của trí tuệ. Cho nên khi thực tập thiền đó thì Thầy khuyên quý vị là không cần phải niệm danh hiệu Phật. Còn đối với những người có thói quen đi theo Tịnh Độ Tông trước đây thì lúc mà thực tập chánh niệm thì có thể thực hiện niệm Phật. Và niệm Phật đó là niệm 10 phẩm chất cao quý hay là 10 phẩm tính giác ngộ của Phật, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Chứ không niệm một vị Phật cụ thể nào, hoặc là quý vị niệm Nam Mô Bụt Đa Giá, kính lại Phật, hay là quy ngưỡng Phật, hay là Nam Mô Phật, bao gồm các Đức Phật quá khứ, các Phật hiện tại và các Phật tương lai, để chúng ta không phải là thực hiện cái tùy tín niệm, tức là chánh niệm trên nền tảng của niềm tin gắn liền với danh hiệu Phật. Rồi mình thực tập là chánh niệm tỉnh thức ngay bây giờ và tại đây. Thì cái tập thành thói quen như thế thì quý vị sẽ đạt được cái tịnh chỉ tương đối là nhanh.